Ok, xin chào anh em. Em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay và giới thiệu đến với anh em một mẫu thực sự rất là ngon của Rolex. Và mẫu này là mẫu 116233 anh em nhé. 116 thì anh có thể biết được là trên này là một chiếc đời đời đời, đời sau. Và 233 tức là size 36mm và đề mi vàng màu vàng 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 hay còn gọi là yellow gold. Đó. Chiếc này thì đặc biệt một chút là nó sẽ còn đầy đủ hộp với sổ, còn thẻ thì vì một số lý do cá nhân anh chủ cũ anh ấy đã làm mất cái thẻ này rồi. Đó. Nói chung là mất thẻ thì em nó sẽ rẻ đi tầm độ vài chục, nhưng mà với những anh em nào mà không quan trọng đến cái thẻ thì chiếc này thực sự rất là ngon. Đó. Ok thì em sẽ bỏ cái gối này ra để trên tay cho anh em nhé. Chiếc này của em thì sẽ có số series là số series loạn, anh em có thể thấy ở đây. Series loạn thì tầm 2013 là Rolex bắt đầu làm series loạn, nên là anh em có thể biết được là chiếc này date thấp nhất là 2013, nhưng mà với tình trạng còn dây rất là cứng như thế này đó, và toàn bộ thân liềng còn rất là mới, kim cọc số còn cực kỳ led như thế này, thì em nghĩ chiếc này sẽ rơi khoảng tầm 2015 2016 gì đó, thậm chí có thể 2017. Ok thì em này sẽ có một cái mặt màu đen và đề mi vàng kiểu vàng vàng. Đây là hai cái màu mặt này, hai cái màu này. Sau đó nó sẽ tương phản lẫn nhau, nên là anh em nhìn cái mặt số này cực kỳ là nổi bật. Cũng như là anh em lên trên tay thì nó rất là bắt mắt. Đó. Bộ kim cũng sẽ được làm bằng vàng khối, cùng với đó là cọc số, sẽ là cọc số kim cương. Các chấu giữ cọc số này đều được làm bằng vàng khối. Đó. Và logo thương hiệu của hãng ở góc 12 giờ đây. Ở trên vành vành thép này anh em có thể thấy được chạy rất nhiều dòng chữ Rolex nhá. Đó. Và góc bên 6 giờ đây sẽ là số series này. Góc 3 giờ thì anh em có thấy được là chúng ta sẽ có cái ô lịch, cùng với đó là nền background màu trắng chữ chữ đen rất là nổi bật. Ở trên mặt kính này sẽ có một phần lúp để giúp anh em xem chức năng. Mặt kính sẽ một kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Và chúng ta sẽ có một cái logo ẩn ở bên dưới góc 6 giờ đây để chứng minh cho chiếc kính này là chiếc kính zin. Anh em có thể soi flash có thể thấy. Chiếc này là một chiếc đã qua sử dụng nên là anh em nhìn có thể thấy có thể có những vết xước râm ở trên thân. Đó. Tại vì chiếc này em chưa qua spa mà em vẫn để nguyên zin nên là chiếc này thực sự rất là ngon. Dù anh em nào lấy chiếc này thì nếu mà muốn yêu cầu em làm spa cho chiếc này đẹp lên thì em mới làm. Đó, còn không em giữ nguyên để bảo đảm tính zin của nó. Bên cạnh này em cho phần lúm đây, cùng với đó là logo thương hiệu của hãng. Trước này thì sử dụng lúm vặn cổ chai anh em nhé. Anh em mở lúm này để chỉnh chức năng, để lên có tay nó rút ra một lốc sẽ chỉnh lịch. Đó, rút ra lốc thứ hai sẽ là chỉnh giờ, rất là dễ. Nói chung là cọc số kim cương của Rolex được làm rất là to, nên là anh em nhìn mặt số nó rất là bắt sáng tốt. Thân ra thân thép không gỉ anh em nhé, à thân thép không gỉ ở 904 anh em nhé. Và phần thân này sẽ được đánh bóng, phần dây sẽ được đánh phay xước, cùng với đó là ba chỉ ở chính giữa này sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Bộ dây Jubilee cực kỳ đẹp. Đó. Với một chiếc đã qua sử dụng thì anh em nhìn tình trạng dây là có thể biết được chiếc đồng hồ này đã sử dụng lâu chưa. Nói chung là anh cứ để ngang này. Đó. Chưa nào mà sử dụng lâu thì độ giãn dây nó cao, thì cái độ khi mà anh đóng khóa cái độ vọng của dây nó sẽ vọng hẳn xuống. Đó. Chiếc này của em thì còn cực kỳ là cứng nhá. Đó. Còn rất là cứng. Và sẽ có là logo thương hiệu của hãng này, khóa bấm Jubilee. Đó. Chúng ta sẽ có là dòng chữ Rolex này và một số thông tin khác. Mặt trong dây thì sẽ được đánh phay sức toàn bộ phần mặt trong dây, cùng với đó là các con vít ở đây để giúp anh em cắt mắt. Mặt sau đáy thì sẽ đáy kín, và em này sử dụng bộ máy là 3135, bộ máy đã trải qua hàng trăm năm sử dụng. Thì bộ máy này anh em sẽ có là 31 chân kính, tần số tự động là 28.800 và thời gian tích cót là 48 tiếng, sai số là cộng trừ 2 giây một ngày, cực kỳ là bền bỉ và chuẩn xác. Nói chung là một chiếc Rolex thì nó thực sự rất là bền, nó chỉ qua vài năm sử dụng thì nó không hề vấn gì với một chiếc Rolex cả. Đó.
Em sẽ lên tay thử cho anh em. Cổ tay em cổ tay 15.8, đeo quả găng thì cả là 16. Thì trên tay em nó rất là vừa vặn, cùng với đó là phần dây được ôm sát vào tay đó. Anh em nào mà tay tầm dưới 16.5 là có thể đeo được chiếc Rolex này cực kỳ đẹp. Size 36 của Rolex thì nó sẽ tương đương với 39 của 40 của các hãng khác, tại vì nó làm càng dài và độ dày cao đó, nên là nó rất là dễ đeo, một mẫu free size. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng, đầy đủ hộp với sổ, thiếu thẻ, thì bên em đang bán một cái mức giá rất là tốt cho anh em, là chưa đến 238 triệu anh em nhé, chưa đến 238 triệu cho chiếc đồng hồ này. Ví dụ như mà chiếc này mà có thẻ thì em nó sẽ đắt hơn vài chục nữa. Một chiếc không thẻ thì em bán một cái mức giá rất là tốt cho anh em, không quan trọng đến cái việc thẻ. Đó. Ok, thì anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Anh em có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0366621996 để em Tú có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào và gặp lại anh em.